Lần này sử dụng tên thay cho Patricia. Các di chuyển mặt lẻ của tôi đã tiếp cận phản ứng của chúng. Nhưng sau thử nghiệm này là một câu hỏi lớn. Vì tiếng tên của sóc chó có thể chứa được nhiều thông tin hay là để mô tả các mối quan hệ. Liệu chúng có thể mô tả chính xác những điều đã thấy hay không? Giáo sư Phan tin rằng là có. Trong suốt 30 năm nghiên cứu của mình, anh đã thấy thay đổi tốc độ, hướng và thậm chí màu sắc của mối liên lạc. Kết quả là sự thay đổi của bản tính tin vẫn còn. Chúng tôi nghĩ rằng cứ mỗi tiếng chiếc chiếc, một từ giống như danh từ và nó chiếm thông tin giống như tiếng từ. Trong đó, mô tả màu sắc. Loài động vật lạ lẫm có thể đào sâu thành một mạng lưới đường hầm
Mù và không có lông, chúng nằm chiếc vào nhau để giữ ấm và để an toàn. Thế giới bên dưới của sọ chó cũng chưa được mở ra. Lấy con gì? Chúng đóng vai trò quan trọng đối với sự sống trên con thảo nguyên.
Vai lá.
Thank you.
Thank you.